Một con quét Bitcoin min, mình đã Bitcoin miễn phí nha anh chị. Đầu tiên anh chị muốn đăng ký phải có cái một cái ví chứa đồng Bitcoin. Anh chị lấy cái ví địa chỉ Bitcoin của mình và dán vào và nhập cái mật khẩu 6 chữ số của anh chị. Đây em hướng dẫn anh chị nha. Anh chị đăng ký rồi mình quăng bỏ anh chị. Và bữa sau mình vô ở bên sao chữ số anh chị. Rồi em sẽ hướng dẫn anh chị chơi. Rồi mà pin sai. Rồi anh chị dán cái ví BTC mình vô đăng ký và cái mật khẩu 6 chữ số là gọi anh chị. Sau khi vô là cái giao diện của nó như vậy anh chị. Phan min group nó là 0.0002 anh chị. Rồi anh chị kiếm tiền bằng cách copy cái link này anh chị. Cái bằng link của mình rồi anh chị đi chia sẻ cho bạn bè. Rồi em sẽ hướng dẫn anh chị kiếm tiền theo sau. Anh chị click vào bằng pha vô gạch trên đây nè. Rồi anh chị bấm vào nút lúc key. Rồi anh chị nó sẽ cho mình một cái vòng quay anh chị. Anh chị vô đây chọn BTC, nếu mà chọn đúng thì nó tặng cho anh chị chọn đúng một BTC thì nó tặng mình nè. Mình chọn được 4 cái BTC thì tặng được cho mình là khoảng 0.001 BTC, là tương đương với 2 triệu mấy anh chị. Để em chọn thử cái chọn 4 cái giống nhau anh chị. Sao bỏ này đi, không chọn này quá. Đây đi. Anh chị gọi anh chị bấm nút F1. 1 trúng được 1 2 3. Ồ, em cộng được 0.0005.000 BTC anh chị. Rồi em chọn cái nữa anh chị. Cái này ngon chứ? Rồi phần anh chị vô đây nhận BTC miễn phí à? Một. Ồ, em nhận được, em trúng được hai cái một giống nhau anh chị, là được 0.0001.500 BTC anh chị. Rồi để em chọn cái nữa anh chị. Đây 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 đi. Rồi phần 1 2 3 đủ. Vậy là được có 5.000 BTC anh chị. Anh chọn 4 cái giống nhau anh chị. Là được khoảng 0.001 BTC, tương đương là khoảng 2 triệu mấy anh chị. Rồi, anh chị qua list quần 3 dấu gạch trong người này nè. Anh chị nào muốn có đầu tư thì anh chị bấm vào nút plan anh chị. Anh chị đầu tư 0.003 anh chị. Con này em chơi bri. Rồi có gì anh chị nạp bấm vào Bitcoin nào này, anh chị nạp tiền với BTC của mình vô anh chị. Con này em không có ấy. Rồi payout là rút tiền của anh chị. Ơi payout là những danh sách của người rút tiền anh chị. Những người rút tiền bri anh chị. Rồi content gì nếu thử. Rồi này support anh chị không gì chứ lúc không. Rồi đây anh chị dán email mình vô anh chị. Phan 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 Lan. Anh chị dán cái địa chỉ email của mình vô anh chị, up email của mình lên anh chị. Quét này rất dễ anh chị.
rồi upload email, up data email rồi. Anh chị em mới chơi vô hướng dẫn anh chị em đăng ký là em được 0.025 anh chị. Chừng nào mà để cho đào là 0.025 là em rút anh chị. Anh chị bấm vô chữ withdraw là tự động về luôn anh chị. Rồi. Anh chị, còn cái kèo thứ hai là kèo coi biết nha anh chị. Anh chị nào chưa chơi chưa đăng ký thì vô đăng ký cho anh chị, link hướng dẫn và link tải dạng của để dưới phần mô tả đó anh chị. Chương trình này nó sự kiện nó cũng sắp kết thúc anh chị ơi. Anh chị sau khi đăng ký thì anh chị được 20.000 ấy 2.000 CNB. Còn mình mời được một người bạn là mình được có 1.000 CNB anh chị. 2.000 CNB là tương đương với 200 đô miễn phí đấy anh chị. Còn chị mời được một người bạn đó thì chị được 100 đô đó anh chị. Anh chị nào chưa biết kèo này thì em có để phần link hướng dẫn ở dưới anh chị. Chị sự kiện này cũng gần sắp kết thúc rồi. Anh chị nào vô chơi đi anh chị. Rồi. Anh chị, còn cái kèo thứ ba là cái kèo cái phần cái đồng kit này anh chị. Cái đồng kit này là cái đồng loại tiền tệ của một thằng nước Nga nó muốn ấy anh chị. Anh chị nào mà chưa có chơi đồng kit này thì chơi đi anh chị. Nó mình tiện ghép nó được ăn theo nhiều bạc anh chị. Anh chị giới thiệu được 5 người dùng thì anh chị được nhận được 50.000 kit nha anh chị. 50.000 kit chú khoảng tương đương giá giờ này em không có coi anh chị. Và anh chị giới thiệu được 25 người dùng thì anh chị được 75 đồng kit anh chị. Sau khi anh chị đăng ký thì anh chị được 10.000 kit này. Nếu anh chị KIC cũng được khoảng 60 đồng kit là anh chị được 70 đồng kit miễn phí anh chị. Là tương đương với gần 30 đô anh chị. Ba mấy đô rồi. Ít bữa nữa là nó cho rút là về anh chị. Kèo này rất ngon anh chị. Mấy kèo này là mình ăn Tết anh chị. Cái kèo này là cái đồng tiền tệ của thằng Nga hay. Cái này là cũng cái này là một cái sàn thôi anh chị ơi, một cái sàn giao dịch của tiền điện tử của thằng Nga thôi. Vậy video của em đến đây đã kết thúc, không làm mất thời gian của anh chị nữa. Thì chào tạm biệt, chúc tất cả anh chị kiếm thật là nhiều tiền trên một con app này.